Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga. Trước tiên hết, Nga gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị và chúc các anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành và bắt đầu một tuần mới được mọi sự may mắn cho công việc. Hôm nay thì khí hậu và thời tiết tại cái nơi mà Nga đang ở là ở bên Mỹ, bang Virginia. Thì khí hậu bây giờ hiện giờ ngày hôm nay là một cái ngày trời nắng đẹp, không mưa. Nhưng theo dự báo thời tiết thì trong những ngày sắp tới đây trời sẽ có mưa. Và có thể là kéo dài trong chừng 2 ngày, 3 ngày, nhưng mà lượng mưa thì tùy. Có khi mưa ở bên đây thì nó tương đối là nó cũng khá lớn. Và nếu như trời mưa thì đa số người thấy là những người ta không đi làm, những người ta đi làm thì có nghĩa là ta bắt buộc công việc ta đi làm thì người ta phải đi. Và đi ra ngoài đường thì tất nhiên là nó sẽ khác so với ở Việt Nam mình, là tất nhiên là người ta được bảo vệ bởi xe để không bị ướt này kia. Thôi cái đó mình sẽ bỏ qua. Và trong những ngày vừa qua thì Nga cũng biết rằng là đối với tất cả các anh chị và các bạn, thì những anh chị và các bạn nào mà giống như dạng mà dân mà về công nghệ và theo đuổi những cái gì mà mới, đặc biệt là trong phone, thì ở thị trường giống như trước khi mà Nga đi á, thì Nga cũng được nghe một số những anh chị mà chuyên môn buôn bán điện thoại á, người ta đang nói là hiện giờ đang hot nhất là bên iPhone 11. Và Nga cũng không biết là vì sao. Thật sự đối với Nga thì mới đầu hồi đó khi mà Nga sử dụng trước kia thì Nga thường thường hay sử dụng các dòng Android và sau của Sony là chính. Và Nga thích, trong cái dòng Android thì Nga thích nhất là của hàng Sony, tại vì cái tính năng và cái cấu tạo của nó rất là hay. Nhưng khi Nga sử dụng qua iPhone thì so với giữa Android và iOS thì nó khác nhau một chút xíu. Nhưng khi mà mình tìm hiểu và mình tiếp cận thì mình thấy ở này cũng có một cái điều hay của nó. Và tùy theo từng hệ điều hành và mình sẽ chọn. Nhưng tất nhiên là mình cũng phải đặt một cái dấu chấm hỏi là tại sao là mọi người trên thế giới hầu như người ta lại ưa chuộng iPhone nhiều và sử dụng nhiều. Thì khi mà mình tiếp cận thì mình thấy là trong cái iPhone, nếu mà các anh chị và các bạn sử dụng kỹ thì trong đó có nhiều tính năng rất là đặc biệt. Đặc biệt là những cái tính năng đó, nếu mà các anh chị tìm hiểu kỹ trên cái trang web của Apple á, người ta sẽ nói trong cái phần mà My Business, có nghĩa là người hoặc là My Education á, trong việc học á, thì người ta đưa tất cả các tính năng đó vào trong điện thoại. Và nếu như mình biết cách logic hết tất cả mọi thứ thì cái đó giống như là một cái giống như cái cuốn sổ để mà ghi hết mọi thông tin và cả công việc của mình nằm trong bàn tay. Tại vì các anh chị biết là trong thời đại công nghệ 4.0 thì tất nhiên là chúng ta phải biết tận dụng. Và khi mà chúng ta mua một cái phone thì tất nhiên chúng ta phải sử dụng hết tất cả tính năng, chứ không phải mua cái phone mà chỉ có nghe gọi và nghe nhạc xem phim. Thì nếu mà nghe nhạc và xem phim cộng thêm đó thì mình bỏ ra một số tiền lớn mua thật là đau. Và Nga thấy mấy anh chị khi mà đến cái cửa hàng đó thì cái chị đó là chuyên mua bán điện thoại và có cả sửa chữa điện thoại luôn. Thì chị nói đang hot, thì mình cũng chả biết có hot là như thế nào và ra làm sao. Thì cách đây khoảng chừng 2 buổi trước, mấy anh chị và các bạn nếu mà có xem trên những cái channel YouTube và có những cái YouTuber mà nổi tiếng á, đặc biệt là đối với anh chàng mà khoa bớt không chức nghe câu nói á, thì anh ta có đi qua chuyến giống như du lịch ở sang Nhật, và anh ta đã mua cái iPhone gọi là iPhone mà Nga nói là iPhone 11 mà Pro, mà gọi là Pro Max hay gì đó. Thì Nga nhớ mang máng vậy. Thì khúc đó thì mình nghe là một cái iPhone mà tương đương với một cây vàng. Và như các anh chị biết là hiện tại bây giờ vàng ở Việt Nam thì nó giá tầm khoảng gần 42, 43 triệu. Thì cái phone đó xong hết này kia thì cũng tầm khoảng gần 40. Thì cần xem với cái vàng. Và khi đưa ra các tính năng thì mình nói wow, tự nhiên mua bỏ một cái số tiền mua. Nó như thế nó hơi bị đau, hơi bị ấy so với mình. Nhưng nếu mà mình giống như nãy có nói rồi, các anh chị tìm kiểu kỹ và các anh chị sẽ thấy tính năng trên đó rất là hay. Và sau đó thì mình cũng có tìm tòi, mình cũng giống như giật, mình cũng đi đến store, mình cũng coi này kia. Và mình mới tìm hiểu coi những cái tính năng. Nghe thật sự là khi mà đi store, Nga rất thích về những cái dòng về công nghệ. Nghe ví dụ như là về phone thì Nga thật sự là Nga chỉ thích là
tận dụng tất cả mọi thứ, cái gì trên phone, cái gì trong công việc của mình đưa trên phone hết và mình làm việc hết tất cả. Tại vì cái phone nó giống như một cái office giờ, tại vì khi mà mình đã bỏ ra một cái số tiền đó thì mình phải tận dụng hết tất cả các tính năng của nó. Thì Nga mới nghĩ coi là bạn Khoa này mua cái phone đó suy nghĩ như để làm gì thêm. Thì tất nhiên bạn đó là một cái YouTuber thì bạn đó sẽ dùng cái phone để mà làm những cái clip của bạn đấy. Và khi mà các anh chị thấy là hiện tại bây giờ là chính bản thân bạn Khoa cũng đã có hai cái channel, và tất nhiên Nga nghĩ là bạn đó phải dùng ít nhất là hai phone. Tại vì khi đi du lịch mà, các anh chị và các bạn khi đi du lịch không thể cầm một cái, có nghĩa mình có thể cầm một cái camera để mà quay, hoặc là cái GoPro 8 hiện giờ nó là một trong những cái mà đang hot. Và với cái giá của GoPro 8 thì nó tầm khoảng gần 400, nhưng mà đối với thị trường như ở Mỹ này kia, mọi cái các bạn mua thì cái câu cái đó thì nhớ cộng thêm thuế. Thì khi mà mình thấy vậy, có nghĩa đối với GoPro thì mình chỉ cầm quay và mình edit, thì tất nhiên mình sẽ dùng qua cái laptop để mình edit. Còn đối với phone thì khi mà các chị mua phone thì tất nhiên trong phone sau này người ta đưa tính năng có thể edit phim nhanh gọn lẹ trên cái phone, tất cả tất tần tật mọi thứ luôn, ngay cả các hiệu ứng. Thì đối với dòng iPhone khi mà Khoa mua thì Nga nghĩ là sẽ dùng cái đó để mà edit phim và ghi những cái tính năng. Nhưng đặc biệt Apple họ cho mình những cái free trên đó là những cái mà edit nhanh gọn lẹ, nhưng ngoài ra để có những cái tính năng, những cái phức tạp và những cái kỹ xảo hơn thì tất nhiên khi mình mua những cái app đó mình phải trả những cái thuê bao hàng tháng, thì cái app đó nó sẽ tạo ra những cái đoạn clip hiệu ứng rất là hay. Và ngay cả mình viết, mình làm những cái hình ảnh, mình ghi chú này kia nó sẽ rất là dễ dàng. Đó là cái phone mà bạn Khoa mua. Thì mình nghĩ là đối với số tiền đó thì nó cũng hơi đau đau, nhưng mà nếu mà để cho công việc của bạn ấy, hoặc là bạn ấy thích đi để làm phim, ghi hình, chụp hình, thì đối với mình nghĩ là theo mình nghĩ là đối với Khoa đó là một cái trong những cái công cụ cần thiết cho bạn đó. Rồi sau đó thì Nga mới đối chiếu giữa một cái phone tại Mỹ và một cái phone tại Việt Nam, thì Nga rõ ràng ra là đúng, thật sự cái giá cả nó cũng không xem bao nhiêu. Nhưng nếu như cái chất lượng về mà gọi là, ví dụ mà như các chị mà các bạn mà mua những cái phone mà tại Việt Nam, thì mình thật sự ra là ở Việt Nam thì mình không biết xuất xứ như thế nào, ra làm sao. Tại nó có nhiều cái có thể là mình nói là giống như là làm giả mạo cũng có, hay là họ những cái chất lượng nó sẽ không bằng. Tại cái chuẩn nghe xin lỗi, là hồi lúc trước mình cũng nhận được những cái món đồ giống như máy quay phim, máy chụp hình và những cái gì mà liên quan đến công nghệ từ bên Mỹ gửi về, thì thật sự ra là Nga nói thật sự Nga đã khai thác hết cái đó, và cái tính năng đó nó xài rất là bền, 10 năm mười mấy năm nhưng mà nó vẫn còn giống như vậy, nó không hề gọi là thay đổi gì hết. Chỉ có là gì đó, những cái đó là chỉ có chất lượng là cái cục pin lâu ngày thì nó sẽ giảm chất lượng, nhưng đối với cái cấu tạo của cái máy, cái xác máy á, nó vẫn ok. Đó là một trong những điều mà mình thấy. Và cái khi mà Nga trở lại tiếp tục là Nga thấy cái giá nó không chênh lệch, có nghĩa là thật sự ra là giữa cái phone mà mua tại Mỹ và cái phone mua tại Việt Nam, nếu thật sự ra để mà tiết kiệm á, thì các bạn sẽ tiết kiệm được tầm khoảng gần dao động gần $100, nhưng chất lượng sẽ ok. Nếu như các anh chị và các bạn có những người thân và gia đình hay là bạn bè mà họ đang du lịch, hay là họ từ bên Mỹ sắp về Việt Nam, thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể là nhờ họ mua cho mình một cái. Và trong cái chế độ mà giống như căn của Khoa đi mua cái phone đó của Khoa mua ở tại Nhật, trong cái chuyến mà Nhật khi mà các anh chị và các bạn coi á, thì ở Nhật có những cái chỗ mà shopping mall họ cho mình là mua và giảm được cái thuế, tại vì mình người du lịch. Nhưng ở bên Mỹ thì Nga thấy là Nga đi mấy lần rồi và Nga cũng mua nhiều đồ, nhưng mà rốt cuộc mình đâu có được giảm thuế. Đó là tùy từng trường hợp, tùy vào từng nước. Ví dụ như các nước như là Nhật, Hàn hay là Thái hay là Singapore thì mình có cái chính sách hoàn thuế đối với người nước ngoài. Nhưng ở tại Mỹ thì mình chưa hề nghe được cái câu mà gọi là hoàn thuế cho người du lịch hết cả. Do đó là nếu mà về giá cả thì giữa hai bên nó không sẽ xích bao nhiêu. Nhưng về chất lượng thì Nga đảm bảo là phone bên đây, nếu mà các anh chị mua unlock
có nghĩa là về mình sử dụng ở Việt Nam và mình mua sim Việt Nam thì mình sử dụng rất là ok. Và tất nhiên Nga cũng biết rằng trong số các anh chị và các bạn cũng có nhiều người sử dụng iPhone mang hàng xách tay từ bên Mỹ về, thì các anh chị và các bạn cũng thấy đấy. Và một cái điều nữa là khi mà Nga coi khoa xong, Nga mới search những cái thông tin mà trên Internet, ví dụ những cái trang website của những cái giống như Vietnam.net ha, thông tin về iPhone 11 á, thì mình khi mình coi vô mình thấy thật sự những cái gì mà mới nhất, dòng mới nhất, cái gì mà mới về Apple của iPhone á, thì luôn luôn giá họ đẩy ra rất là mắc. Tại vì sao các chị và các bạn biết hả, hồi mà trước khi mình đi á, ở bên Việt Nam thì mình mới nghe cái chuyện mà bạn nói là khi mà iPhone 11 mới vừa ra thì ở bên Singapore người ta mới chen nhau, người ta ship về Việt Nam và người ta dùng xách tay về Việt Nam. Thì từ Sing mà về Việt Nam thì nó ngắn và giá cái vé máy bay thì nó cũng rẻ, nên họ cầm về và số lượng mua hình như là có giới hạn. Thì giống như trở lại khoa cũng vậy, khoa qua bên Nhật mình mua, nhưng thật sự ra là ở Nhật họ cũng giới hạn số lượng người mua điện thoại. Có thể là các anh chị và các bạn mua số lượng theo cái yêu cầu người ta. Và đặc biệt đối với Nhật, khi mà mua hàng á, họ sẽ check rất là kỹ và họ sẽ kiểm tra về passport của mình, có nghĩa họ coi tất cả các thông số và sau đó họ ghi vô. Ngay cả một lần Nga nói cho anh chị nghe các bạn, đơn giản thôi, mình đi mua đồ mình cũng phải khai báo về passport. Rồi khi mà đi du lịch ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt giống như Nga ví dụ như ở Thái đi, khi mà các chị và các bạn vô đổi tiền đô ở Thái, người ta cũng ghi passport mà người ta ghi lại mã số seri. Tại vì sao? Nếu như cái tờ đó mà giả thì các anh chị và các bạn sẽ gặp sự cố. Thì tương tự như thế, ở bên Nhật họ đều ghi check hết tất cả mọi thông tin của cái người đi du lịch để mà mua. Còn nếu như các anh chị và các bạn có người thân hoặc là bạn bè thì các anh chị và có thể nhờ người thân và bạn bè. Còn đi du lịch tự túc thì tất nhiên là mình phải tuân thủ những cái quy định của họ. Thì cái tính năng mà iPhone mà giống như là Nga thấy là của khoa khi mà ghi hình á, thế là mình mới check và mình cũng giới thiệu, giống như mình hỏi các anh chị và các bạn bạn bè của Nga thì cũng có một số người ta cũng ok, mình có thể mình mua và mình tậu một cái. Nga ví dụ như là khi mà các anh chị mà mua cái iPhone, tại Nga check cái tiền rồi, một cái iPhone mà 8 đi, thì cái giá của iPhone 8 và 8 Plus á, với một cái iPhone mà 11 nó chỉ xây xích nhau thật sự ra là không bao nhiêu. Nhưng về tính năng, tất nhiên là cái mới nó sẽ luôn luôn cập nhật. Và cái dòng hiện giờ của Apple họ đang bán á, là cái iPhone 8 hiện giờ là gọi là iPhone trong cái list danh sách, nó thuộc là nằm cái cuối cùng của danh sách. Và Nga nghĩ chắc chừng năm sau thì iPhone 8 nó sẽ không bán ở Apple Store nữa, mà họ sẽ đưa ra những cái thị phần giống như ví dụ như là ở Best Buy, ở Walmart người ta, hoặc là ở trên Amazon người ta bán là những cái iPhone cũ. Tại vì hiện tại bây giờ giống như Nga năm ngoái Nga đã mua cái iPhone 7 đi, thì bây giờ nó đã không có rồi và nó đã đi vào quá khứ rồi. Thì Apple nó có một cái chính sách là thu hồi iPhone cũ để đổi cái iPhone mới. Và khi mà thu thì Nga check lại cái máy iPhone của Nga Nga mua, bây giờ nó thu lợi, giống như là ví dụ như thu giá, giống như là giá mà giống như thấp. Nhưng khi mà những cái đó nó vô, Apple nó đem vô thì bắt đầu nó mới test lại, có thể là những cái chất lượng nào không ok, có thể họ thay đổi như thay pin hay thay gì đó, rồi bắt đầu họ mới đưa cái đó ra ngoài thị trường, giống như họ đưa ra cho những cái phân phối khác là như là Walmart hay Best Buy. Tại chính bản thân Nga thử ngồi check những cái iPhone và iPhone cũ, và trong cái phần ghi của họ là họ nói là dùng cái từ là giống như tân trang lại điện thoại. Nhưng giữa iPhone cũ với iPhone mới á, thì mình cũng thấy là nên mua iPhone mới. Tại vì tất nhiên là quan trọng cái điện thoại chính là cái cục pin, mà cái cục pin mà nó đối với mà mình mua cục pin mà zin á thì giá nó cũng là cao. Vậy đó mình cứ việc mua rồi xong rồi sau đó mình xài một thời gian mà không thích thì mình bán rồi mình đổi là cái mới đó.
thì cái chất lượng và cái hình ảnh Nga thật sự Nga coi về cái quảng cáo của giống tại sao mà mới đặt, hồi nãy mình nói rồi, mình không hiểu tại sao Khoa mua. Nên mình thứ nhất là có thể anh ta muốn gây một cái sự chú ý trong cái việc mà giống như gọi là sang chảnh cho mới cầm iPhone mà bới. À Nga nói luôn, cái iPhone mới đó nó mà gọi là iPhone 11 Pro Max, như Pro Max đó, nó rất bự, giống như tương đương gần gần xem với một cái tab. Thì trên đó mọi người có thể dùng đó để mà làm việc, mọi cái office của mình đưa vào trong đó. Thì Nga nghĩ là nó tính năng rất là ok. Rồi, chắc là một hồi nữa mình cũng có đi với chị mình ra ngoài cái Apple Store. Thì có thể Nga sẽ ghi lại một số hình ảnh về Apple Store và Nga sẽ order một cái để mà mình dùng. Và Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Và bên cạnh đó thì thật sự ra nói về việc lĩnh vực công nghệ, về công nghệ của nếu như thật sự mà mình có tiền á, thì cái công nghệ xài rất là đã. Khi mà đến Apple Store thì Nga nói thật sự là cái gì mình cũng muốn thích đó, quan trọng là cái túi mình có đủ hay không. Đó là một điều mà Nga hay nói với chị của Nga. Và các anh chị mà khi đến, thật sự ngay cái cảm giác của feel của Nga, Nga đến Apple Store, Nga chỉ nghĩ trong đầu là tất cả mọi thứ, đồ về công nghệ mình thích, nhưng mà tiền thì mình hiện tại mình chưa. Nhưng mục tiêu của Nga, Nga rất muốn có một cái, Nga sẽ giống như mình thấy mình nói là, à thế là mình sẽ phải có một cái plan, một cái kế hoạch nào đó để mà mình có thể tậu được những cái công cụ mà mình thích. Và thí dụ như nó có thể hỗ trợ trong công việc của mình, thí dụ như ngoài công việc mà Nga tất nhiên là hỗ trợ cho mình nhiều thứ lắm, công việc làm ăn của mình này kia mọi thứ. Thì trong những clip sắp tới thì Nga có những cái Nga muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn rất nhiều. Ví dụ như về những cái công nghệ và những cái công nghệ về liên quan đến 4.0 mà mình được biết. Tại vì Nga nói thật sự là cách đây khoảng tầm khoảng lúc trước đó, thì Nga cũng có cơ hội để tiếp xúc với những cái công ty làm về lĩnh vực công nghệ mà liên quan về giáo dục. Thì khi mà mình vô thì mình thấy mình rất là bỡ ngỡ. Do đó là khi mà mình thấy những cái công nghệ đó mình rất là thích. Và mình thấy nếu như mình không nâng cấp theo kịp và dùng những cái công nghệ đó phục vụ cho mình thì cái điều đó là không được hay. Nhưng nếu như mình dùng công nghệ, có nghĩa thí dụ như các anh chị mua một cái phone, ví dụ như Nga đặt trường hợp đi, Khoa mua một cái phone mà chỉ là gì, chơi hay không làm gì để đẻ ra tiền cho Khoa hết, thì cái đó sẽ trở nên là một cái xa xỉ, gọi là cái tiêu sản của Khoa. Nhưng nếu như mình mua một cái phone mà chính cái phone đó có thể đẻ ra cho mình, ví dụ các anh chị và các bạn có thể làm việc mọi thứ trên đó và dùng cái đó để kiếm ra tiền cho mình. Ví dụ như các anh chị dùng có thể làm ăn rồi những cái công việc bàn ăn của mình nằm trên cái phone hết, thì cái đó là nó sẽ đẻ ra tiền, thì cái đó rất là ok, nó là một cái tài sản của mình. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Và Nga cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Nga mong rằng các anh chị và các bạn ai cũng có thể là có được một cái phone thật là ok, tùy từng trường hợp, tùy từng từng huống của mình. Ví dụ như mình túi tiền của mình như thế nào thì mình phải chọn cho mình một cái phone good. Nếu ví dụ như các anh chị và các bạn có một cùng một cái level, có cùng một cái số tiền đó, nhưng nếu như một cái phone này nó không ok, nó giá mắc, thì mình sẽ tương tự mình coi giữa Android và iOS cái nào mà có thể mà cùng một giá tiền nhưng mà tính năng nó vượt bậc, thì mình hãy chọn cho mình cái tính năng cao nhất. Vì sao? Vì tính năng cao nhất chính nó sẽ làm cho cái điện thoại mình nó sẽ chạy mượt hơn, và mọi cái mình khi mình cần mình sử dụng sẽ rất là good. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn đoạn clip kế tiếp. Mình sẽ có những cái đoạn clip mình sẽ đi đến Apple Store để mà mình order một cái phone. Và xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Bye.